quý vị và các bạn, như vậy là sau những trận mưa rả rích thì ngày hôm nay miền Bắc đã thực sự bước vào đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Nhiều người còn nói vui rằng vậy là cuối cùng mùa đông cũng đã đến. Sáng nay trời đã hết mưa và tạnh ráo, từng đợt gió lạnh tràn về đã mang theo cái rét lan tỏa khắp Bắc Bộ. Nên nhiệt độ sáng nay ngay ở các tỉnh trung du đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, đã xuống đến mức 13 đến 15 độ. Đáng chú ý hơn, một vài điểm ở các tỉnh vùng núi thì còn ở ngưỡng thấp hơn, như là tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 5 độ, tại Tam Đảo 9 độ, Sapa 10 độ và tại Trùng Khánh của Cao Bằng là 10 độ. Trong đêm nay và ngày mai, khi mà Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh thì nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm thêm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng chỉ ở vào khoảng là 13 cho đến 16 độ, vùng núi là từ 10 cho đến 13 độ, các đỉnh núi cao thì sẽ còn xuống dưới 10 độ. Và ban ngày trời sẽ tạnh ráo và hầu như là không mưa, tuy nhiên nhiệt độ trong ngày tiếp tục duy trì khá thấp. Các tỉnh vùng núi sẽ xảy ra rét đậm, khu vực Trung Du và Đồng Bằng trời rét, với nhiệt độ cao nhất ngày mai trên toàn khu vực phổ biến vẫn ở dưới ngưỡng 21 đến 23 độ. Quý vị và các bạn cần phải lưu ý giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình trong tiết trời lạnh giá như thế này. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, cùng với quá trình dịch chuyển xuống phía nam của khối khí lạnh, thì đới gió đông bắc kết hợp cùng với địa hình, cùng với những nhiễu động trong đới gió đông trên cao vẫn còn hoạt động yếu, nên sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Trung. Mưa trải dài từ Hà Tĩnh cho tới Khánh Hòa với một số điểm vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông. Sự xuất hiện của mưa sẽ đi kèm với quá trình giảm nhiệt. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ. Còn nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tại khu vực này cũng không tăng lên nhiều, mà chỉ dao động ở trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Với các tỉnh Trung Trung Bộ, từ chiều tối mai, sự lấn vào của khối áp cao cận nhiệt từ biển vào đất liền mang theo luồng hơi ẩm dồi dào sẽ là tác nhân tăng mưa mạnh mẽ cho khu vực này, đặc biệt là cho các tỉnh thành từ khu vực của Đà Nẵng cho tới Quảng Nam, Quảng Ngãi và xuống tới cả Bình Định, Phú Yên. Nên nhiệt độ tại đây trong những ngày tới cũng giảm đi khá mạnh và phổ biến ở mức là từ 25 cho tới 27 độ. Riêng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận thì ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ít biến đổi và dao động ở trong ngưỡng là 28 cho đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, gió đông bắc trong khối không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam và có thể gây mưa rào nhẹ cho các tỉnh ở phía bắc của Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất ngày có xuống giảm nhẹ và phổ biến là từ 28 cho tới 30 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất lưu thông cũng như là sinh hoạt thường nhật của người dân. Còn đối với khu vực Nam Bộ, mưa xảy ra ít hơn, thay vào đó là tình trạng có nắng nhiều, đặc biệt là tại các tỉnh của miền Đông Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày ở nơi đây lên tới là 33 cho tới 34 độ. Các tỉnh ở miền Tây thì ngưỡng nhiệt còn thấp hơn từ 1 đến 2 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, gió tại Vịnh Bắc Bộ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển ven bờ dọc các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ thì có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Gió to, sóng lớn đang hoành hành trên hầu khắp các vùng biển ven bờ cũng như là trên khu vực Biển Đông. Các tàu thuyền nên hạn chế ra khơi trong những ngày biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm có quần đảo Trường Sa, trong 2 ngày tới thì vẫn còn có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc ổn định ở cấp 4, cấp 5. Như vậy là trong những ngày tới, Bắc Bộ duy trì thời tiết khô ráo, nhiệt độ giảm thấp, trời rét, đặc biệt là các tỉnh vùng núi còn có rét đậm. Miền Trung có mưa từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Khánh Hòa, nhiệt độ giảm, riêng Bắc Trung Bộ trời chuyển rét về đêm và sáng. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thank you.